nó nằm đây nè các bạn. Các bạn cài rồi nó sẽ nằm ở trong cái program file Java JDK. Cái này chính là JDK cho Java. Cái này phải có, nếu bạn nào chưa có hoặc là mất hoặc là cài đặt lại máy phải cài cái này. Ok. Cái hai là cài SDK của Android. Ta ghi là Android SDK. Ok. Đây. Android SDK. Cái này các bạn vào đây để các bạn lấy nó. Thì nó có một điểm đặc điểm như thế này. Trong cái developer android.com này, nó gồm có cả Android Studio và Android SDK. Cho nên khi download về, các bạn tách nó ra, các bạn chỉ lấy một cái SDK thôi, không lấy Android Studio. Đấy, nó nằm ở đây. Màng hơi chậm cho nên là cô sẽ nói phải từ từ. Đây. Trong đây nó có là Android Studio, nó nằm ở trong này. Nó là tầm 1.6GB. Đây. Ok, nó tầm 1.6GB. Ok. À. Android Studio Bundle. Ok. 1.6GB. Thì cô sẽ không lấy cái này, mà cô hoặc là các bạn sẽ lấy cái mối SDK thôi. Đây, phiên bản Android Studio. Thì sau khi các bạn lấy xong, các bạn tách nó ra. Thì cô tách cái Android SDK, cô tách cái SDK này ra, không lấy cái bộ cài Android. À, cái bản này của cô hơi bị nặng. Tại vì là cô đã cài đặt nhiều thứ vào trong này, cho nên là nó hơi bị nặng. Có bạn cài nhiều quá mà nó lên tới 30GB. Nhưng mà các bạn như thế này là chưa đâu, có bạn cài cái này mà lên tới 30GB đấy. Thực ra cái phiên bản này cô mới làm, cho nên phiên bản này chưa có Android. Cô sẽ hướng dẫn các bạn cài Android. Và có hướng dẫn ở đây luôn. Cái file này là file hướng dẫn. Ây da, cô copy cái link. Copy link. Ha. Nó chấm 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 thì ghê chứ. Được chưa? Bây bỏ chấm chấm vô lòng vô rào đấy. Ok. Bây giờ các bạn lên đây, các bạn sẽ có hướng dẫn cài luôn. Đây, Eclipse đây. Cái bản này cô đổi cái workspace đi, để nó làm sạch cái này đi ha. Đổi workspace đi. Workspace cô sẽ vào cái cái phone. Mỗi lần cô sẽ làm một cái workspace khác, cho nên là không sao hết. Đây, Android cơ bản đi ha. Ok. À, từ từ. Thôi được rồi, chả sao. Cô định đổi cái này tiếng Việt. Ok. Cô chờ cô tí nha, cô đổi tiếng Việt sang tiếng Anh. Tiếng không dấu, tiếng Việt không dấu. Để các bạn đỡ bị lỗi khi biên dịch. Có thể các bạn sẽ bị lỗi khi biên dịch. Cơ bản nó sẽ bỏ lỗi. Ok, rồi. Cô sẽ đổi lại cái này vào Android cơ bản. Ok, default vào đây. Ok. Cô đổi sang workspace này thì nó sẽ restart lại cái Eclipse. Được chưa? Rồi, các bạn coi lại hướng dẫn. Hướng dẫn cài đặt nè. SDK nè. Vào đây, đồ download về ha. Eclipse IDE nè. Android SDK nè, vào đây. Lấy về. Ok.
Cái này thì không cần thiết. Rồi để cài đặt cái GDK, cài đặt cái Eclipse, xong cài đặt Android SDK. Khi hoàn thành xong, nó chạy nó sẽ ra cái này. Android SDK và SDK Manager. Đâu rồi? Cái kìa. Đây. Ủa, Oxide deny rồi. Thôi, có vấn đề của tôi rồi. Sao lại Oxide deny rồi? Đấy. Rồi, các bạn vào đây để kiểm tra có Android chưa? Các bạn vào preference. Các bạn vào đây các bạn nhìn không thấy có Android. Có nghĩa là cái này chưa được cài. Đúng không ạ? Bây giờ để cài đặt thì ta làm như sau. Đầu tiên vào help, vào instant new software. Sau đấy các bạn sẽ đưa con trỏ vào đây ha. Cái này chưa có thì các bạn build một cái mới. Đường dẫn để mà update nó đây. Đường dẫn đây. Copy đường dẫn này. Sau đấy các bạn gõ ADT plugin. ADT plugin. Xong các bạn add. Cancel. C. Xóa này đi, add. Để ADT plugin vào đây. Xong đấy cái này copy lại cái đường dẫn. Copy đưa vào đây. Pay. Ok. Đấy. Nó sẽ yêu cầu các bạn chọn cái này. Các bạn chọn hết, check vào hết. Xong đấy các bạn next để cài. Ok, next để cài. Next. Accept. Finish để cài. Ok. Chờ. Bây giờ tôi check lại cái Android của bị lỗi là do cái máy ảo của nó. Setting do cái máy ảo của nó. ADB Android SDK của nó là bị access deny ha. Để tôi sửa lại cái chỗ Android Studio, còn không thì phải cài lại, phải copy lại cái SDK. Máy ảo Zenimotion. Zeni và các bạn vào zenimotion.com. Ok. Lưu ý phải đăng ký cho cô một cái account. Tốt nhất là đăng ký account mà bằng email khác. Ha. Zenimotion. Thì cái phiên bản của cái Zenimotion này á là nó, nếu mà các bạn mà enterprise nó bắt là mua, còn phiên bản mà các bạn test thử bình thường thì không phải mua. Ok. Nhưng mà các bạn bắt buộc phải đăng ký account các bạn mới cài đặt được nhá. Thì trước khi vào các bạn phải đăng ký một cái account. Ok. Cái này là cô có rồi, cô không nhớ của cô là cái gì nữa. Không nhớ là cái gì nữa. Thì các bạn đăng ký xong các bạn sign in. Tại vì khi các bạn cài đặt Zenimotion, nó phải bắt các bạn sign in một lần nữa. Hiểu không ạ? Nhá. Sau khi cài đặt xong cái Zenimotion, các bạn start được. Ok. Các bạn add một cái máy. Add một cái máy. Giả sử như các bạn add cái máy này chẳng hạn. Hay là add cái máy này chẳng hạn, custom phone chẳng hạn. Hay phiên bản, các loại phiên bản. Cái này nó chưa sign in, thành ra là nó rất ít máy. Ok, thì phiên bản 19 này là, đấy, phiên bản mới nhất của nó là 7.1.1. Ok. Ở đây cô đã cài phiên bản platform. Các bạn chỉ cần cài SDK platform là được ha. Cái này là 7.0, tương ứng với phiên bản 24. Cái này là 6.0, tương ứng phiên bản 23. 5.1.22, 5.0.21. Phiên bản, cái này là hầu như cô cài hết rồi. Chạy ổn định nhất là phiên bản 19, là 4.4, là phiên bản 19. Ok. Tuy nhiên cái thằng này nó bị làm sao rồi? Tại sao nó phải mở bằng
platform. Okay. Rồi, ta xem cái clip được cài xong chưa? À, nó bảo xong rồi, hỏi các bạn start không? Thì các bạn start lại nó, mở lại. Thằng này nó bị lỗi gì mà access? Rồi, bị lỗi gì? Được rồi nhé. Ok, bây giờ các bạn nhìn nè. Các bạn vào cái window, các bạn vào preference. Các bạn đã thấy Android rồi. Ok. Thì ở đây nó tự động nó sẽ trỏ tới D Android SDK. Còn nếu sau này các bạn thay đổi cái thư mục này thì phải vào đây đổi lại nó. Ok. Phải vào đây thay đổi lại nó. Thì trong này các bạn thấy là nó sẽ support mấy phiên bản 19, 22, 23, 24. Nghĩa là những phiên bản này cô đã cài rồi. Ở trong cái SDK của nó đã cài đặt rồi. Hiểu không ạ? Ta chỉ cần cài đặt platform là được. Ok, xong. Các bạn đã xong. Rồi. Cái này bị lỗi. Lỗi xong. Khi ta vừa có nè, SDK, GDK có, Android SDK có luôn, Eclipse, Android ADT có luôn, máy ảo có luôn. Bây giờ ta bắt đầu tạo một cái ứng dụng Android đầu tiên. Tạo một ứng dụng Android đầu tiên nhé. Đầu tiên ta vào file, chọn new, chọn add. Ta chọn vào Android. Các bạn mới tạo cái gì đấy à? Android application project. Chưa? Android application project next. Đặt tên của application Android, hoặc là ta có Poly First Demo đi. Đấy, cái này để com.xm.firstdemo hoặc là poly.edu.vn.firstdemo. Cái này là package name, cái tên gói thôi. Tên gói này để các bạn nhận diện. Sau này tên gói này nè, chính là, nó chính là cái ID của các bạn ấy. Hiểu không ạ? Minimum require SDK, tức là nó yêu cầu cái phiên bản SDK thấp nhất. Cái này lưu ý cho cô, nếu không sẽ bị lỗi. Cái phiên bản thấp nhất nó là phiên bản 8 thẩm định, nhưng các bạn để cho cô phiên bản ít nhất là phiên bản 4.0, tức là phiên bản 14 là thấp nhất. Giờ không ai cài 14 nữa. Nhưng cũng đừng để cao quá, lỡ không có thì sao? Hiểu không ạ? Lỡ mà mày đấy không có phiên bản mà cao thì sao? Hiểu không ạ? Phiên bản chỉ có phiên bản thấp thì sao? Cho nên các bạn chọn thấp nhất là 4 hoặc 4 chấm mấy được rồi. 16, 15, 14 thì đó tùy. Sau đó ta switch SDK, tức là các bạn muốn dịch nó trên cái phiên bản nào. Ví dụ như cô thích dịch, không phải dịch 12.1 mà cô thích dịch 19. Tại vì tôi thấy an tâm nhất với phiên bản 19. Thì SDK 19 đấy. Cái mà các bạn định build nó ra, dùng cái gì SDK để build nó ra, thì tôi dùng cái 19 là cái ưu tiên. Compile, cô cũng compile với cái 19. Cái thêm tôi lấy ngầm định, có mấy thêm, chọn thêm nào cũng được. Cái giao diện đó, next. Thư mục của nó sẽ nằm trên phiên Android cơ bản First Demo này. Đây, mấy cái này thì các bạn để ngầm định, next. Cái này là cái icon. Cái icon này hiện tại là khi build nó sẽ có sẵn một cái icon này, và các bạn hoàn toàn thay đổi được nó nếu các bạn không thích cái icon này nhé. Lưu ý chọn blank activity, không chọn empty. Chọn cho cô phiên bản blank activity, next. Tên của activity. Và đây là layout, tí nữa tôi sẽ nói về cái layout này. Finish.
Rồi. Cái này nó đang render với phiên bản 7 chấm. Nếu nó không render được thì nó sẽ thông báo lỗi ở đây. À, nó không render được, nó thông báo lỗi đúng không? Thì các bạn chuyển nó sang cái phiên bản 4 chấm. Hoặc là phiên bản 23 là được rồi. Thì nó sẽ render được cái giao diện. Nếu nó bị lỗi chỗ đấy không có ra, các bạn đổi các phiên bản cho cô lập tức là ok. Được chưa? Thì cái đích của cô sẽ là 19, cho nên cô để 19 luôn cũng được, không ảnh hưởng gì. Được không? Hiểu ý không? Các bạn sẽ không thấy nó hiển thị cái giao diện ra. Thì đây là giao diện ban đầu. Cái chữ đầu tiên các bạn nhìn thấy đó là chữ Hello World. Ok. Rồi. Bây giờ ta để chạy nó rất đơn giản thôi. Ta click chuột phải vào cái project. Chọn run. Chọn run as Android application. Đừng chọn Java application nha. Chọn cho cô Android application. À. Ra chữ Hello World chưa? Có application đầu tiên. Thì các bạn thấy là nó sẽ có cái file gồm cái first demo đúng không? Ta coi là cái first demo nó nằm đâu. Trời ơi quá trời. Chết chưa xóa. Chắc tôi phải cài lại cái này để nó làm sạch. Trời ơi. Xóa. Tắt. Xin lỗi. Tôi sẽ làm sạch nó sau. Ok. Rồi. Rồi các bạn nhìn ạ. Bây giờ ta xem để thiết kế giao diện để bắt đầu làm một cái ứng dụng từ đầu nó sẽ là như thế nào đây. Nhìn nha. Ta nhìn nè. Cô chỉ nói đến những cái thành phần cơ bản của một cái ứng dụng Android thôi. Cái các bạn nhìn thấy cái này nè. Nó chính là layout. Nó chính là một cái file XML. Nó chính là cái layout của nó, đuôi của nó là XML. Và cái code của nó đây, đây là cái giao diện design. Còn code của nó đây, nó là một cái text view. Khi nãy các bạn nhìn thấy cái text view là Hello World. Cái chữ Hello World. Đây. File này có hai cách để các bạn làm. Một cách là các bạn kéo thả, giống như các bạn vừa học cái môn Java 2 xong ấy, nằm kéo thả. Cách thứ hai là viết code. Code này là code XML. Thứ nhất là các bạn chưa học XML, cho nên các bạn không cần thiết phải hiểu rõ XML là cái gì. Nhưng các bạn có thể làm theo cái người ta đã có. Ví dụ ở đây cái này nó hướng dẫn hết. Ví dụ à, ngoài text field ra nó có những cái gì có thể gõ ở đây. Ví dụ như là ta có gì đây ạ? À? Cái gì đấy? À button, chính xác. Có chưa? Rồi, trong button nó có cái gì? Có gì? Cách một cái. À ví dụ như chiều dài đúng không? Layout width nè. Đúng không? Layout width. Layout shape gạch width. Thì các bạn thấy là chữ Android này không cần phải gõ. Có layout width thôi. Thì chữ Android các bạn enter cái tự động nó sinh. Nếu bạn nào mà rảnh rỗi thì gõ luôn Android 2.layout width. Ok. Cái grab content là nó vừa với cái nội dung. Ví dụ ta có ABC, nó sẽ vừa với chữ ABC, gọi là grab content. Còn match parent là thằng cha của nó. Vì cha của nó mà là 10 pixel thì nó sẽ hiển thị đúng 10 pixel. Tức là vừa với cha, tức là tràn ra bằng cái thằng anh cha của nó. Tôi không biết cha nó của ai, có thể có thằng anh cha bao nó mà. Thì hiện tại là text field này là vừa với gì đấy, cha của anh này sẽ là cái layout ngoài cùng. Đây. Width hoặc là các bạn cho kích thước, ví dụ như là bao nhiêu DPI đó. Kích thước của nó đo bằng DPI. Đúng không? Ờ. Tại vì cái anh mà mấy điện thoại nó khác với máy tính để bàn các bạn. Hiểu ý không ạ? Đấy, đơn vị đo lường nó hơi khác một chút xíu thôi, cũng tương tự.
Ví dụ các bạn để wrap content à, thì nó sẽ vừa bằng cái chiều rộng ha. Hay layout, hay ví dụ cũng wrap content luôn, hoặc là text, ví dụ như là submit. Đấy, các bạn lưu lại. À, cái này là cái warning, cảnh báo chứ không phải là lỗi. Tôi sẽ giải thích vì sao nó có chữ này mà trên này nó không có. Đấy, nó sẽ có một cái submit đây rồi. Submit đây rồi. Ok. Rồi, nó vừa với kích thước luôn. Được chưa? Đây. Rồi, nói tiếp đến một cái nữa là cái layout. Layout của nó có nhiều loại layout. Layout của nó các bạn có thể đổi layout. Layout các bạn dễ dùng nhất đó là đâu rồi? Trên layout. Layout các bạn hay dùng nhất đó là linear layout, tuyến tính. Cái nào viết trước nó hiển thị trước, cái nào viết sau hiển thị sau. Được chưa? Có absolute, cũng có relative nữa. Thì có hai loại các bạn hay dùng nhất, cái loại dễ dùng nhất là linear layout. Ok. Thì cái nào viết trước là hiển thị trước, cái nào viết sau hiển thị sau. Linear layout. Cái margin padding thì lại giống tương tự như là HTML vậy. Chỗ này các bạn muốn hiển thị sát vào cái viền thì bỏ cái này đi. Padding bottom, padding left, padding right, bỏ hết đi thì nó vừa sát với kích thước của anh ngoài cùng. Đấy, nó vừa sát với kích thước. Ok. Rồi, một cái nữa cô muốn nói các bạn nữa, đó là mấy cái thông số này nó lấy đâu ra. Dimension này, mấy cái này lấy đâu ra. Thì cái chỗ này nè, string hello world, những cái gì chuỗi thông thường người ta sẽ để trong cái file string thì nó nằm ở trong cái value string. Thấy chưa? Value string. Đấy, cái chữ hello world của ta nằm ở đây. Đấy, muốn đổi chữ hello world thì vào đây mới đổi được cơ. Hiểu không? Đấy. Lưu lại. Chạy lại cái activity. Nó đổi ra chữ xin chào đây rồi. Được chưa? Bởi vậy cái chữ submit khi nãy nó có cái cảnh báo là bởi vì nó là chuỗi mà không để trong string thì nó bảo là không có hợp lý, nhưng mà không có phải lỗi, chấp nhận được. Để muốn tránh lỗi thì ta thay cái này thôi. Cái này không phải là hello world mà ta để là gì đấy ạ? À? Ví dụ như button submit chẳng hạn. Đây, tôi copy cái anh này đưa vào sang đây. Đây, add new một cái cũng được, hoặc là gõ code cũng được. Ta có một cái string name bằng button. Cái này các bạn để là submit, hoặc là registration, như thế. Thì ở đây nó cũng đổi theo luôn. Nó đổi theo luôn. Đấy, cái chuỗi thì viết mà đúng chuẩn tắc thì chuỗi phải để vào chuỗi, hiểu không ạ? Kích thước phải để vào kích thước. Còn cái dấu amoc này là cái gì? Amoc string là cái gì? Cái string này là một cái thẻ, không phải tên file nha. Cái string là cái thẻ. Thẻ trong này là string, cho nên nó cách gọi từ string đến name, tức là amoc string set submit. Ok. Còn dimension thì đây, nó cũng bắt đầu từ thẻ diamond, đúng không ạ? Nó bắt đầu từ thẻ trở đi chứ không phải là từ tên file trở đi. Ok. Đây là kích thước DP. Ok. Rồi, tôi vừa nói sơ một chút về cái thành phần cực kỳ quan trọng, đó là layout. Layout rất quan trọng. Rồi, bây giờ để làm sao cái layout này hiển thị được trên giao diện? Làm sao để cái layout này nó hiển thị được trên giao diện? Run. Vấn đề là làm sao cái layout này nó hiển thị được trên này? Ồ, các bạn thấy làm sao nó hiển thị được? Đúng không ạ? Thì nó là cái này các bạn. Để điều khiển layout này,
Có một thành phần thứ hai cực kỳ quan trọng, nó nằm ở trong cái sauce, đó là phải Java main activity. Cái này lưu ý nhé, nó có một thành phần các bạn quan tâm, đó là activity. Đâu rồi? Activity manager. Đó là cái activity thành phần đầu tiên, cái framework đầu tiên các bạn học, đó là cái activity. Và activity là thành phần rất quan trọng, cơ bản nhất của một ứng dụng Android. Đây, các bạn nhìn ha, activity này nó là file Java. Cái file này nó sẽ điều khiển cái activity main, nó điều khiển ở đâu? Các bạn thấy không? r.layout.activityMain. Đang không hiểu vì sao bị lỗi. File r có mà. Lỗi cái gì đây? Không có lỗi mà tại sao có cái gạch gạch ở đây ta? Tôi xóa tắt mấy cái này trước đi ha. Lỗi gì? Kỳ cục ha. Tại sao cái nó nó vẫn chạy bình thường mà tại sao bỏ lỗi? Nó có vấn đề ha. Rồi, đây, layout activity main chính là cái file này. Activity main chính là cái file này. Đây, nó điều khiển ở đây. File activity điều khiển ở đây. Được chưa? Nó gọi tới đây. Bây giờ tôi gọi tới tên khác, tôi tạo một layout khác, tôi gọi tới là nó gọi cái khác đấy. Hiểu không ạ? Giả sử bây giờ cô tạo một layout, các bạn nhìn ha. New Adder. Cô tạo một cái Android layout. Các bạn nhìn xuống ha, đây, Android XML layout file. Next. Đặt tên. Đặt tên ví dụ như là new layout. Ok. Ta đặt là linear layout là tuyến tính đi. Next. Finish. Xong ta có new layout đây rồi. Bây giờ giả sử như cô tạo một cái ha. Text view. Cái gì đây? Text view đi ha. Text view chọn cái nào cũng được. Plain text đi ha. Ok. Text view này đặt tên, các bạn có thể sửa. Dùng cái này để sửa hoặc là vào code để sửa bất kỳ cái gì ha. Rồi như họ và tên. Ok. Rồi text field. Nhìn nhé, cô tạo cái text field này. Bây giờ cô muốn kết hợp cái layout này với cái main activity. Đấy, giờ hết lỗi rồi. Thằng này nó lỗi. Bây giờ cô muốn tạo cái layout này kết hợp với cái main activity thì tôi sẽ chọn là new layout. Bây giờ các bạn thấy tôi chạy lại nhé. Run. Cô chạy lại. Thì nó kết hợp với cái layout khác. Thấy chưa? Cái layout thứ hai. Và lưu ý cho cô là main activity nó phải kết hợp với một layout. Activity không đứng một mình. Được chưa? Ok. Đây, layout. Được chưa? Rồi, cái thành phần thứ hai chính là activity. Các cái file Java nó nằm ở trong source. Ok. Nằm trong source. Thành phần thứ ba là gen. Cái từ gen này là viết tắt của từ generation, từ sinh. Những cái gì nằm trong gen này các bạn không quan tâm, tại vì cái file này nó sẽ tự sinh ha. Đôi khi các bạn sẽ gặp lỗi trường hợp như này, các bạn copy project từ chỗ này sang chỗ kia, nó bị lỗi không sinh được file r này. Vậy cô nói cái file r là cái gì? Nhìn nhá, thứ nhất, file r không thể tự tạo được, không thể tự tạo được mà phải để tự sinh ra. Các bạn sửa đổi trong error lập tức bị lỗi và file này bị xóa đi. Cho nên đừng có đụng đến file error. Hiểu không ạ? Không đụng đến file error, tại vì lỗi cái nó tập lập tức nó xóa ngay.
không đúng đến file error. Vậy trong file error là gì? Error là viết tắt của từ resource. Nó là những cái gì đây? Nhìn nha. Những cái gì nằm ở trong res, thư mục res. Các bạn tạo bất kỳ cái gì ở trong cái này, lập tức nó sẽ có một cái ID, nó ghi lên error. Ví dụ, nhìn hang, cô có phải tạo cái layout không? Thấy chưa? Cái layout nè, có phải cô tạo activity đúng không? Thì nó sẽ tạo một cái ID nằm trong error. Có phải r.layout.new layout không? Có không hả? Bây giờ các bạn có thể mở ra để kiểm tra. New layout. New layout, thấy chưa? Nó tạo một cái nè. New layout. F3. Có cái đấy chưa? Activity main có chưa? Layout có chưa? Nằm trong cái gói public static final class layout có chưa? Rồi. Bây giờ ta xem cái ID nha, nhìn nè, cái ID ha, cô tắt cái này đi. Bây giờ nè, nhìn ha. Cô tạo một cái ID ở đây. Ok. Text view layout. Cái ID nha. Mỗi cái phải có ID. Ví dụ như là họ TX, họ tên. Text view họ tên. Rồi còn cái này là edit text. Cái này là edit text các bạn. Họ tên. Ok. Rồi. Ta truy xuất nè. Truy xuất ở đâu cũng được, tùy các bạn ha. Edit text họ tên. Edit text. Nhìn ha. Edit text họ tên. HT đi. Rồi nhìn nè. Edit text họ tên cản bằng. Để tôi lấy ID đó ha, các bạn nhìn cách cô làm ha. Edit text ép kiểu nó thành edit text. Xong file view. Cái view á, file view tức là view chính là cái layout đúng không? By ID. Tôi lấy r.id. Edit text họ tên có chưa? Text view DT có đúng nó không? Rồi. Bây giờ để cô xuất ra nó, ví dụ như cô nhấn click chuột gì đó xuất ra nó chẳng hạn, hay là cái gì đó, thì các bạn điều khiển ta có thể lấy được thông tin đó. Và ta lấy thông tin thông qua cái ID. Có phải cái ID này đã ghi lên file R chưa? Tôi kiểm tra lại có không nha. Trong file R có không nha? F về. Có cái này chưa? DT ID, DT họ tên có chưa? Nó tự ghi lên. Các bạn không ghi được. Nó tự ghi lên. Hiểu không ạ? Vậy hình cũng thế. Hình thì nó nằm ở đây các bạn. Rồi bộ hình nó nằm ở đây. Cái hình khi nãy á, cái hình khi nãy lúc tạo ra nó mới sinh. Các bạn hoàn toàn có thể copy hình vào đây. Các bạn có thể hoàn toàn copy hình vào đây. À, nó là drawable. Thì các bạn có thể kiểm tra cái hình này bằng cách ta lấy cái tên của nó ha. Ctrl C, cancel đi, ta vào file R, ta xem có đúng nằm ở trong drawable không. Có đúng nằm trong drawable không? Thì để truy xuất cái hình này thì ta lấy từ draw r.drawable tên hình là ra. Chỉ lấy tên hình thôi, không lấy, không có chữ PNG đâu, nó không có lấy. Lấy một cái tên hình thôi là nó hiểu. Ok, được chưa? Rồi, menu cũng thế. Menu có một cái menu main ở đây rồi. Đấy, có cái menu. Và trong cái Android menu nó nằm ở đâu? Menu nằm đây các bạn ạ. Thấy chưa? Bây giờ đổi được cái menu này ha. Thay vì cái này để setting, string setting, thì cô sẽ đổi, cô đóng file R đi, sợ nó bị lỗi ha. Và string ta đổi chữ setting là bằng cài đặt. Ok, lưu nó lại. Thì các bạn, mỗi lần sửa các bạn phải build, run lại ha.
chỗ này đã sửa thành chữ cài đặt rồi. Ok, đã sửa thành chữ cài đặt rồi. Đây, có cả menu. Rồi, layout, menu, value. Thì trong value chứa những thông số cái nãy cô nói các bạn rồi. Một là style. À, bạn nào chịu khó tìm hiểu cái style này cho cô, là nó giống cái set S ở trong cái gì đấy à? Trong HTML vậy đó. Cái style nó làm cho giao diện các bạn đẹp hơn. Ok. Một là các bạn viết trực tiếp lên layout, hai là các bạn viết trong style xong ở bên kia các bạn dùng. Hai là cái file string khi nãy nói rồi. Ba là file về kích thước, liên quan đến kích thước, dimension, dimension kích thước. Các bạn có thể đặt cho nó bất kỳ kích thước nào các bạn muốn. Là ba file này nằm trong value. Và cái value này nó có rất nhiều cái version. Thì nó sẽ truy xuất, nó tìm các cái version. Nếu như không phù hợp, nó sẽ rơi vào, nó ngầm định nó chính là value. Thì hiện tại cô là version là 19 đúng không? Thì hai cái này 11, 14 không có. Thì nó sẽ sử dụng cái value này. Đồng ý không ạ? Sử dụng cái value này, các thông số trong value này. Rồi, sau khi các bạn build xong, nó sẽ sinh ra trong file bin, thư mục bin, một cái file gọi là APK. File này chính là file deck, đó gọi là deck file. Ta copy cái file này, đưa vào máy tính các bạn. Ví dụ cái máy của cô là máy này, Ctrl C. Cô copy vào máy tính của cô cái này. Đấy, copy vào thư mục nào đó tùy ha. File hay là cái gì, hay là ở ngoài cùng đi. Đấy, copy vào ngoài cùng. Đấy, này chưa cho hả? Không phải lấy được chứ nhỉ. Copy. Copy đâu? Copy. Không chịu hả? Không chịu thì phải vào đây rồi. Có C đúng không? Không, không phải có lại link. Ồ, xe clip. À quên, có lại link. Tôi nhớ, link này tôi nhớ, không còn về lại. Đây, first demo đúng không? Bin. Nó có cái file APK đây, các bạn copy cái này, các bạn đưa vào đây. Đấy, thì trong cái máy tính, máy tính á, thì nó sẽ các bạn cài đặt lên, nó yêu cầu các bạn cài đặt. Tất nhiên tôi sẽ cài xong tôi xóa. Đâu rồi? Nằm đâu ta? File đâu? File đâu? Quản lý thông minh. Bộ nhớ. Không phải. Đâu nhỉ? Quản lý file đâu nhỉ? Đâu nhỉ? Máy của mình muốn nhớ biết nó nằm ở đâu. Tiền ấy. Đây, ở đâu có? Công cụ nè. File của bạn đây ạ. Ồ, nhớ nè. Trời ơi, đây. Nó chính là cái file này nhá. Cái file này nè, nó nằm ở trong cái file các bạn ấy. Thì các bạn click chuột vào đây, thì nó yêu cầu các bạn cài đặt. Cài đặt. Ừ.
Nó cài đặt, nó đang cài đặt. Rồi cài đặt ha, nó cài đặt bình thường ha. Rồi mở, mở ra cái file nó chạy ở đây. Tức là trên máy các bạn có thể chạy được một cái ứng dụng bình thường. Cái menu nó nằm ở đây, cái chữ cài đặt menu ở đây. Ok. Tức là các bạn chỉ cần có một cái file APK. Được chưa? Sau đấy các bạn chỉ cần có file APK thôi, APK các bạn copy lên máy, các bạn cài đặt thoải mái. Được chưa? Hoặc là các bạn up lên cái vụ CH Play á, đúng không ạ? Thì các bạn cũng có thể up lên đấy, xong cho người ta cái link, các bạn download về, có thể download về được, search cái tên ra. Khi up thì người ta quan tâm đến cái key. Đó là thư mục bin. Và còn một cái file cuối cùng rất là quan trọng nữa, đó là Android Manifest. Cái file này cũng file XML. Cái file này cũng cực kỳ quan trọng. Lý do như sau: tất cả thông số nó khai báo ở trên đây hết. Ví dụ khi nãy cái phiên bản minimum SDK version 14 và target của nó 19 nó xuất hiện đây rồi. Các bạn hoàn toàn sửa được vào file này sửa. Nếu các bạn lỡ tròn lúc đầu tạo project mà không có đúng thì vào đây sửa. Cái thứ hai là application, ta chọn chạy đầu tiên là main activity. Tuy nhiên sau này nếu các bạn hoặc là đổi cái tên activity này thì chỗ này các bạn cũng đổi luôn cho cô. Hiểu không ạ? Và sau trong khi các bạn làm một ứng dụng, các bạn không chỉ có một activity, các bạn có thể có nhiều activity, hoặc là có nhiều cái service, hoặc là có các cái permission, các cái quyền để truy xuất, quyền truy xuất internet, quyền truy xuất file vân vân. Hiểu không ạ? Thì các bạn đều khai báo ở trong file manifest này. Đây. Cái file này là file cấu hình quan trọng nhất. Giống như một cái số file config hay file cấu hình của một số cái ứng dụng khác ấy, thì cái file này là file quan trọng nhất, đó chính là file Android manifest này. Ok. File này là quan trọng nhất rồi. Sao em? À không, cái này ta chưa có permission. Sau này permission thì các bạn một là viết code, hai là có tool này vô. Ừ, thì một là các bạn add các cái tool, các loại permission vô. Còn không thì các bạn gì đấy, gõ vào đấy. Hiểu không? Nó cũng sinh code hết mà. Chèn application là chính là chèn các cái activity, chèn các cái service vào đây. Nó nói rõ là các bạn chèn cái gì. Activity hiện tại nó đang có một cái activity đây. Đúng không ạ? Hiểu không? Đấy. Ok. Các bạn một là gõ code chèn, hai là cái này là cái tool thôi. Được chưa? Đấy, khai báo thông số. Vậy tóm lại cô đang hướng dẫn các bạn cái gì đây? Một, cái source file, trong này cái src này nè, gọi là source file. Thì cái thư mục mà source này nó chứa các cái file Java. Tất cả các file Java viết ở đây. Cái thứ hai là thư mục generation là sinh, generated ấy, là file từ sinh. Thì cái này không quan tâm nhá. Nhưng mà rất hay bị lỗi trong trường hợp này đấy. Trong trường hợp nó hay gặp lỗi là không sinh ra được file R. Thì các bạn sửa lỗi cái thì lập tức nó từ sinh. Asset, cái asset này thì nó chứa các cái file HTML. Sau này nếu các bạn làm liên quan đến HTML thì nó nằm trong asset này. Thư mục bin, nó chứa file APK, ta gọi là deck file.
Thư mục resource. Vậy có hai cái thư mục các bạn quan tâm nhất là source và resource. Nguồn, tài nguyên cũng là nguồn luôn, resource cũng là nguồn luôn. Trong này nó chứa hình ảnh, layout, menu và value. Được chưa ạ? Ok. Và một cái file cực kỳ quan trọng với các bạn nữa, đó là file Android Manifest. Cái file cấu hình. À, các bạn đôi khi gặp lỗi là các bạn cần khai báo permission mà các bạn quên khai báo đây, thì nó cũng không có chạy. Thì làm ơn vô đây các bạn khai báo là được nhé. Thì đấy là cái ứng dụng cơ bản nhất. Được chưa? Đấy. Thì đó là toàn bộ cái phần bài thứ nhất ha. Ok. Rồi. Tắt đi ha.